cuộc hành trình bí ẩn thực hành hạnh đầu đà đầy tranh cãi của một người đàn ông được cộng đồng gọi là Sư Thích Minh Tuệ đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Người này với bộ trang phục nhà sư đã đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Thế nhưng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phải lên tiếng khi xác định người này thực chất là ông Lê Anh Tú, không phải tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, với sự kiện này, các cơ quan chức năng cũng như Giáo hội Phật giáo kêu gọi cộng đồng nhận thức đúng đắn và tuân thủ pháp luật, đồng thời phải chủ động trong định hướng dư luận, không để thế lực xấu lợi dụng. Bởi hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ không chỉ lan truyền trên các nền tảng như YouTube và TikTok, mà còn dẫn đến nhiều bình luận trái chiều về đời sống tu hành của Tăng, Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính chào quý vị, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về Sư Thích Minh Tuệ. Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 16 tháng 5 đã có gửi văn bản tới các ban, phòng tôn giáo, sở nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn. Theo đó, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội phát tán lan truyền nhiều hình ảnh về một người là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Về việc này, Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, qua nắm tình hình bước đầu, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tham mưu cho Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm. Khi ông Minh Tuệ tới địa bàn, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền để quần chúng nhân dân tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp. Vận động chức sắc tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15 tháng 6, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về Sư Thích Minh Tuệ. Cũng trong ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo nêu rõ, trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, xuất hiện nhiều hình ảnh clip về một người đàn ông mang hình dáng nhà sư, đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông.
cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Lời khai của Đại sư tự xưng Thích Tâm Phúc. Trái ngược với hiện tượng sư Thích Minh Tuệ, trước đó ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi, một người giả sư, nổ về các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, giả làm tân cử nhân luật, thường xuyên có các phát ngôn gây sốc, ăn uống phản cảm trong nhiều năm, rồi đăng lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Tháng 7 năm 2023, Đại sư tự xưng Thích Minh Phúc lần cuối gây xôn xao dư luận khi những hình ảnh Nguyễn Minh Phúc trong trang phục của tu sĩ Phật giáo tại một quán nhậu ở quận Gò Vấp được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Nguyễn Minh Phúc bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Về vụ án liên quan đến ông Phúc, Công an huyện Củ Chi cho biết, năm 2021, bà LTHT sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm được thủ tục tách thửa. Thông qua người quen, bà T biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa, lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt. Dù không có khả năng làm những việc bà T nhờ, nhưng Phúc vẫn nhận lời với chi phí là 135 triệu đồng. Bà T đưa trước cho Phúc 70 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phúc lên mạng để thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy chứng nhận giả, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. Phúc cất vào két sắt, đợi khi bà đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy chứng nhận giả thứ hai. Bà T phát hiện tờ giấy giả, Phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về lại Việt Nam đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập làm việc. Bước đầu Phúc chối tội nhưng sau đó khai nhận toàn bộ hành vi. Công an huyện Củ Chi khám xét khẩn cấp nhà Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận thật của bà T. Trước đó tối 22 tháng 7 năm 2023, lực lượng công an kiểm tra quán nhậu tại phường 17 quận Gò Vấp và đưa nhiều người về trụ sở test ma túy. Trong đó có ông Nguyễn Minh Phúc. Ông Phúc âm tính với ma túy nên được cho về. Đáng chú ý, ông Phúc mặc pháp phục màu vàng xuất hiện tại quán nhậu đã khiến dư luận bức xúc. Về vấn đề này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên tiếng. Từ đầu năm 2021, ông Nguyễn Minh Phúc được nhiều người biết đến với biệt danh Thầy Chùa Ăn Thịt Chó. Thời điểm đó, ông này được nhiều YouTuber tìm đến và quay lại các video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hoặc vịt lộn. Trong các video clip, ông này tự xưng mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc và là trụ trì Chùa Quang Pháp Trung ương trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Không những gây bức xúc cho người xem về việc thầy tu ăn thịt chó, ông Nguyễn Minh Phúc còn có những phát ngôn gây sốc, sai lệch, xúc phạm Phật giáo. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã xác định ông Phúc sử dụng các loại giấy tờ, quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nơi ở của ông Phúc tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là Chùa Quang Pháp Trung ương.
Cơ quan chức năng cũng xác định các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như 5 huân chương lao động, 2 bằng khen, không có tên trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không hề có tên ông Nguyễn Minh Phúc. Một sự việc gần đây nhất về ông Nguyễn Minh Phúc chính là vụ nhà sư vào quán nhậu. Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Minh Châu để các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ về ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu. Trước đó, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin một người đàn ông đầu trọc mặc áo nhà sư vào quán nhậu đi sinh nhật đệ tử. Theo thông tin báo chí đăng tải, người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Minh Châu giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc nêu trên và các thông tin mà báo chí đã đăng tải. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo thường trực thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Về sự việc nhà sư vào quán nhậu, theo cơ quan chức năng khuya ngày 22 tháng 7, Công an quận Gò Vấp phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn. Clip có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu trọc, mặc đồ giống nhà sư gây xôn xao dư luận. Sau đó một ngày, ông Nguyễn Minh Phúc, người đàn ông mặc đồ giống nhà sư, xuất hiện trên mạng xã hội kể lại vụ việc. Theo lời ông Phúc, ông được một người đệ tử mời đến chơi sinh nhật tại đây. Sau khi vào quán, ông Phúc được nhiều người nhận ra, xin chụp hình chung. Tại đây, người đàn ông chỉ ngồi chơi, uống nước lọc. Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện xử lý theo chức năng, nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để tuyên truyền xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, không phải là tu sĩ Phật giáo. Sau đó, đến chiều ngày 10 tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với đương sự Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu tại buổi họp báo định kỳ. Thượng tá Hà cho biết, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố đã kiểm tra làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc nêu trên. Theo đó, ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, quê ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến 2010, ông Phúc tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Chỉ mới làm lễ quy y nhưng chưa xuất gia. Đến năm 2010, ông trở về địa phương tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và chủ trì chùa Ngộ Chân Tử. Cơ quan chức năng đã mời làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp. Thượng tá Hà thông tin, kết quả xác minh tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thu hồi tất cả các giấy phép. Thượng tá Hà cũng thông tin về hoạt động phát tán tài liệu, đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo của ông Phúc. Đối với hình ảnh nhà sư vào quán Blood Garden, Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh quán ăn Blood Garden thì phát hiện ông Phúc đang ngồi ăn uống tại đây. Qua test nhanh ma túy toàn bộ khách tại đây, không phát hiện ông Phúc có sử dụng chất ma túy nên giải quyết cho ông Phúc ra về. Thượng tá Hà cho hay, lợi dụng ông Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số YouTuber, TikToker đã chụp hình quay clip và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni Phật tử cả nước. Theo Thượng tá Hà, hiện nay lợi dụng tính cách, lối sống của ông Phúc, một số người dùng mạng xã hội TikToker, YouTuber thường xuyên xúi dục đương sự phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản. Trước đó vào tháng 4, 2022, ông Nguyễn Minh Phúc làm mạng xã hội xôn xao với hình ảnh trong trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, ông Phúc có đến chúc mừng một sinh viên của trường này trong ngày tốt nghiệp rồi thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường để chụp ảnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.